đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vàng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phần tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Tường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật xin bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng. Theo đại nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xin bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy chúng quý thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ chỉ nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả lam chùa Ba Vàng xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng. Đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phương tiện thứ hai. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế xa bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân giữ gìn bờ cõi an ổn, nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát.
chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần không giới nhất thiết chư Phật. Chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần hư không giới nhất thiết tôn Pháp. Chỉ tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Phạm vi diệu rất sâu vô thượng ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gầm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lồ dịn nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phương Tiện Thứ Hai Lúc Bây Giờ Đức Thế Tôn Từ Chánh Định An Lành Mà Dạy Bảo Ngài Xá Lợi Phân Trí Huệ Của Các Đức Phật Rất Số Vô Lượng Môn Trí Huệ Đó Khó Hiểu Khó Vào Tất Cả Hàng Thánh Văn Cùng Bích Trí Phật đều không biết được vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn nức vô số các đức
Phật chọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dòng mạnh tinh tấn danh tốt đồn khắp trở nên pháp rất sâu chưa từng có. Theo thời nghi mà nói pháp mi tu khó hiểu ra lời Phật, từ ta thành Phật đến nay các môn nhân duyên các môn thí dụ dòng nói ngon giáo dùng vô số phương tiện. Diệu dân chúng sinh làm cho xa lìa lòng chấp, vì sao Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện trí kiến và ba la mật xá lời Phật. Chí kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô ngại, lực vô sơ uy thiên đình, giải thoát tam muội đều sâu vào không ngần mé, tròn nên tất cả pháp chưa từng có xa lời Phật. Như Lai hay các môn phân biệt khéo nói cao pháp, lời lẽ êm dịu vui đẹp lòng chúng xa lời Phật. Tóm yêu mà nói đó vô lượng vô biên pháp, vì tăng hữu đức Phật thấy đều chọn nên. Thôi xa lời Phật chẳng cần nói nữa, vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật chọn nên, đó chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, đấng Thế Ông khó lường các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sinh không ai hiểu được Phật chi lực vô sở uy. Giải thoát các tam muội các pháp khác của Phật không không ai so lường được, vốn từ vô số Phật đầy đủ tu các đạo pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi đạo tràng đằng chứng quá, ta đều đã thấy biết quả bao lớn như vậy. Các môn tánh tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó. Pháp đó không chỉ được vắng bạch tướng, nói năng các loài chúng sinh khác không có ai hiểu đặng trừ các chúng Bồ Tát người sức tin bền chắc, các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật tân cả lậu đã hết chủ thân rốt sau này các ngang người vậy thấy sức ngó không kham được giả sử đầy thế gian đều như xa lời Phật cùng suy chúng so lường chẳng lường được Phật trí chấn sự khắp mười phương đều như xa lời phấn và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lường cũng lại chẳng biết được bậc duyên giác trí lành vô lậu thân rốt sau cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre hàng này chúng một lòng trong vô lượng ức kiếp muốn xét Phật thật trí chẳng biết được chút phân Bồ Tát mới phát tâm cung dường vô số Phật rõ thâu các nghĩa tu lại hay khéo nói pháp đông đầy mười phương cõi như lúa mẹ che lâu một lòng dùng trí màu trái số kiếp hằng xa thấy đều chung suy lường chẳng biến được trí Phật hàng bất thôi Bồ Tát số đông như hằng xa một lòng chung suy cầu cũng lại chẳng hiểu được lại bảo xa lời Phật pháp nhiệm màu rất sâu vô lậu khó nghi ban nãy ta đã đặng đủ trí ta biết tướng đó mười phương Phật cũng vậy xa lời Phật phải biết lời Phật nói không kháng với pháp của Phật nói nên sanh sức tin chắc pháp
của Phật lâu sau cần phải nói chân thật, báo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác ta, khiến cho thoát khổ đến chứng đặng niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo chúng sinh nơi nơi chấp dắt đó, khiến ra khỏi khi đó trong đài chúng có hàng thanh văn lâu tần a la hán ngài a nhã kiều trần như vân vân. 1.200 người và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam cùng cần sự nữ, hàng người phát tâm thánh văn duyên giác, đều nghĩ rằng hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này. Pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thánh văn cùng diễn giác không thể đến được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu, lung ấy ngài Xá Lợi vẫn biết lòng nghi của bố chúng chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất nhiệm màu rất sâu khó hiểu của các đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi quy xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó, cớ gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Khi đó ngài Xá Lợi Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Đấng Huệ Nhất Đại Thánh lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng lực vô úy, tam muội thiền định giải thoát thấy đều chẳng nghĩ bàn được. Pháp chứng nơi đạo tràng không ai hỏi đến, đặng ý con khó lường được cũng không ai ấy hỏi, không hỏi mà từ nói khen ngợi đạo mình làm các đức Phật chứng đặng trí huệ rất nhiệm màu. Hàng vô lậu la hán cùng người cầu niết bàn nay đều xa lưới nghi Phật, cớ chi nói thế? Hàng người cầu duyên giác tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần và càn thát ba thầy ngó nhau cứu lòng nghi. Nhìn trong đức túng tôn việc đó là thế nào, xin Phật vì dạy cho trong các chúng thanh văn. Phật nói: Con hàng nhất nay con nơi chỉ mình nghi lầm không rõ được, vì là pháp rốt giáo, vì là đạo Phật làm. Con từ miệng Phật sinh, chắp tay nhìn trông chờ xin ban tiếng nhiệm màu, liền vì nói như thật các trời rồng thần thấy số đông như hàng xa Bồ Tát cầu thành Phật, số nhiều có tám muôn lại những muôn ức nước vua chuyển luân vương đến đều lòng kính chấp tay. Muốn nghe đạo đầy đủ khi đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phật: Tôi chẳng nên nói nữa, nếu nói việc đó tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ. Ngài Xá Lợi Phật lại bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Vì sao trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sinh đã từng gặp các đức Phật, các căn mạnh lẽ trí tuệ sáng suốt được nghe Phật dạy, chắc có thể kính tin. Lúc mấy ngài Xá Lợi Phật muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng: Đấng Pháp Vương vô thượng xin nói nguyên, đừng lo vô lượng chúng ngồi đây có người hay kính tin. Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phật: Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kinh nghi, tỳ kheo tăng thượng mãn sẽ phải xa
vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kể rằng: Tôi chẳng nên nói pháp ta diệu khó nghĩ. Những kẻ tăng thương mà nghe át không kính tin. Lúc mây Ngài xá lời Phật bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, cúi xin nói đó này trong mỗi này. Hàng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ước đời đời đã từng theo Phật học hỏi. Những người như thế chắc hay kính tin lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó Ngài xá lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đề. Những con la trường tử Phật xin thương phân biệt nói vô lượng. Chúng ngồi đây ấy kính tin pháp này đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế. Đều một lòng chấp tay muốn nghe lãnh lời Phật. Chúng con 1200 cùng hãng cầu Phật nó nguyện Phật vì chúng này cúi xin phân biệt nói chúng đây nghe pháp ấy thời sinh lòng vui mừng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài xá lời phân ông đã ân cần ba phen thưa thính đâu đặng chẳng nói ông nay nên lắng nghe khéo suy nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt dài nói. Khi Đức Phật nói lời đó trong ngôi có các tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ cả thấy 5000 người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng cùng tăng thượng mạn chưa đặng mà nói đã đặng chưa chứng mà cho đã chứng có lỗi dương ấy cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài xá lời Phật trong chúng ta đây không còn cành lá giật có hạt chắc xá lời Phật. Những gã tăng thượng mạn như vậy lui về cũng là tốt ông nay nên khéo nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài xá lời Phật bạch rằng: Vâng thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe Đức Phật bảo Ngài xá lời Phật. Pháp ngầu như thế càng Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó như bóng linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần xa lời Phật. Các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng xa lời Phật. Các Đức Phật theo thời nghi nói pháp y thu khó hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp phàm đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu chỉ có các Đức Phật mới biên được đó. Vì sao các đường phân Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời xa lời Phật sao nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai chi kiến Phật để đắng thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ chi kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo chi kiến Phật mà hiện ra nơi đời xa lời Phật đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đức Phật bảo Ngài xá lời Phật các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc chỉ đem chi kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi xa lời Phật. Đức Như Lai chỉ dùng một Phật tựa mà vì chúng sinh nói pháp. Không có các thừa hoặc ai hoặc ba khác xa lời Phật pháp của tất cả các Đức Phật ở mười phương cũng như thế xa lời Phật thuở quá khứ các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân diễn lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói cao pháp vì pháp đó đều
là một Phật thừa nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều đáng chứng nhất thiết chúng chỉ xa lời Phật thua vị lai căng đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các môn nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp vì pháp mấy đều là một Phật thừa nên các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều đáng chứng nhất thiết chúng chí xa lời Phật hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi phần ở mười phương các đức phần thế tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh các đương phần đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diễn nói các pháp vì pháp đó đều là một Phật thưa các chúng sinh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều đẳng chứng nhất thiết chúng chỉ xa lời Phật các đức Phật đó chỉ giáo á Bồ Tát vì muốn đem chi kiến Phật mà chỉ cho chúng sinh vì muốn đem chi kiến Phật cho chúng sinh tỏ ngộ vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào chi kiến Phật vậy xá lời Phật nay ta cũng lại như thế do biết các chúng sinh có những điều ưa muốn tâm tâm mê chấp ta tùy theo bồn tánh kia dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp xa lời Phật như thế đều vì để chứng đặng một Phật thừa nhất thiết chủng chí xa lời Phật trong cõi nương ở mười phương còn không có hai thừa hà huống có ba xa lời Phật cáng đức Phật hiện ra trong đời ác năm trược nghĩa là kiếp trược phiền não trược chúng sinh trược kiến trược mạng trược như thế xa lời Phật lúc kiếp loạn trược chúng sinh nhớ nàng bồn xén tham làm ghét ganh tròn nên các căn trắng lành cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba xa lời Phật nếu đệ tử ta tự cho mình là A La Hán cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát người này chẳng phải đệ tử Phật chẳng phải A La Hán chẳng phải duyên giác lại nữa xa lời Phật Các tỳ kheo ni đó tự cho mình đã đặng A La Hán là thân rốt sâu rốt ráo niết bàn bèn chẳng lại chỉ quyết câu đạo vô thường chân đẳng chân giác nên biết bọn đó là kẻ tăng thường mang vì sao nếu có tỳ kheo thật chứng quả A La Hán mà không tin pháp này quyến không có lẽ ấy trừ sau khi phần diễn độ hiển điển không phần vì sao sau khi phần diễn độ những kinh như thế người hay tỏ chỉ động tụng hiểu nghĩa rất khó có đằng nếu gặp đức Phật khác ở trong pháp này bèn đằng hiểu rõ xa lời Phật các ông nên một lòng tin yêu tỏ chỉ lời Phật dạy lời các đức Phật Như Lai nói không hư vọng không có thừa nào khác chỉ có một Phật thừa thôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phụng Nguyện Tam Bảo chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Vạm Vượng Đế Thích Tứ Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiên Thần chứng minh gia hộ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiếu dục trí túc đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với thường tư duy chính pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa chủ thế xa bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện
mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời đức Phật dạy, tin sâu nhân quả, phát tâm bồ đề, ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa Bánh Tật được thuyên giám tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bánh căn thiên giám gia quyến an khang, lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trường. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích tự vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà sớm phát tâm giác tình, lìa cõi u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu Tam Bảo sinh về cõi vật an vui. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nan dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua váng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyên tái Phật pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chung kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng quay về nguồn xưa, phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm, tỏ rõ quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thể nhầm vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật nơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thượng. Từ quy y pháp mới nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi tất cả